và tụi mình sẽ đưa ra một số điểm để xem là sau khi cộng lại thì món nào sẽ được yêu thích nhất nha. Đầu tiên thì mình sẽ đến với snack bí đỏ. Bây giờ hai đứa mình sẽ ăn thử và chấm điểm. Giòn, giòn giòn, hương vị tuổi thơ. Đúng. Cái này hồi nhỏ tụi mình hay ăn lắm nè các bạn. Bịch này mình mua với giá là 5.000, ăn cũng khá là ổn. Hồi đó có bán mấy bịch mà nhỏ nhỏ, bịch 2.000 rồi đó. Giờ tăng tiếng lên là bịch 5.000, bự. Ngon á. Nhưng mà ăn cũng giống vị mà lúc đó, vị lúc xưa. Nó ăn kiểu như nó lộn xộn, từ có nhỏ nè, có lớn nè, rồi có nhỏ xíu luôn. Cái vị nó sao ta? Nó hơi cay cay. Nó hơi the nhẹ. Đúng rồi. The nhẹ nhưng mà rất là giòn nha. Giòn. Hơi ngọt. Này con nít rất là thích ăn. Rồi bây giờ mình sẽ chấm điểm luôn nha. Cái vị này bây giờ thì mình sẽ cho cái vịt snack bí đỏ này 7 điểm. Cái này á theo như mình ha là nó chưa có thấm đều, những cái miếng nhỏ á, thì nó sẽ thấm nhiều hơn là cái miếng bự, nên là mình sẽ trừ 1,5 điểm cho nó 8,5 điểm. Vậy là snack bí đỏ sẽ được 15,5 điểm. Tiếp theo tụi mình sẽ đến oxy snack tôm cay. Đầu tiên thì mình thấy cái bánh này kiểu như là nó có cái lặng lặng sọc sọc, nhìn vô là thấy cay á, tại vì nó có mấy cái bọt đỏ 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 đỏ. Kiểu như hồi nhỏ là mình không thích cái bánh này nhất, tại vì nó cay. Mà cái loại bánh này tuy nó cay nhưng mà nó không có cay bằng cái loại kia nha các bạn. Cái loại kia là cái bịch màu đen đen hơn. Loại này chỉ cay vừa thôi, cái kia còn cay dữ nữa. Mới đầu vô á mình sẽ không có thấm là cay đâu, ăn từ từ á, ăn nhiều nhiều một xíu là thấy cay lắm. Nhưng mà nó lạc quá. Đúng rồi, ăn vô để lạc. Mặc dù nhìn là nó rất là nhiều cái gia vị tẩm hết trơn á, nhưng mà ăn vô rất là lạ. Nhưng mà từ từ cái nó nồng đó, mình ăn mới cái thứ ba thôi nhưng mà nó bây giờ nó rất là cay luôn. Nó không có cái vị mà ngọt giống như mấy cái snack khác mà nó lạt lạt á, sau đó thì nó cay lên. Nó có vị mặn nhưng mà nó rất là lạt. Đúng rồi, rất là lạt. Cái miếng mà mình vừa ăn hồi nãy đúng không, là nó có một xíu vị ngọt, không có nhiều. Nghe mùi tôm nha các bạn, tại vì này là snack tôm mà. Nói chung mà ai ăn cay được thì rất là ngon, khoảng một miếng gia vị nhiều hơn. Cái này thì có vị á mà nó cay hơn, tại vì mình sẽ không thích ăn cay nên là mình sẽ cho loại này 4 điểm. Mình cũng ăn cũng tạm được đó, nhưng mà nó lạc so với khẩu vị của mình quá, cho nên là mình sẽ chấm cho cái snack tôm này là 6 điểm. Tổng cộng của cái món snack tôm cay này là 10 điểm. Và tiếp theo chúng ta sẽ so sánh hai cái loại snack gần như là tương đồng với nhau nha, là snack hành và snack cà chua. Là cái hai snack này là có màu khác nhau luôn á, như là ở đây một bên đậm với một bên hơi nhạt một xíu, củ hành, những cái khoanh của hành tây á, một lát hành nha. Đúng rồi, còn bên đây là miêu tả như là cà chua vậy đó, thì là một lát cà chua chúng ta sắc ra. Hồi nhỏ thì mình khá là thích vị của cái snack cà chua này, tại vì nó ngọt, nó hơi chua chua, nó hơi chua chua như là như cà chua mà nó chua vậy đó, nó mặn mặn, nó vừa phải vậy lắm. Theo như mình ăn mà cảm nhận lần đầu tiên á thì mình thấy cái bánh này nó hơi lạt, còn bánh này nó đậm hơn, với lại nó có một xíu chua nhẹ, nhưng mà ăn rất là ngon. Kiểu như ăn cái này nó đậm, được ớp gia vị rất là đậm á, còn cái này thì hơi hơi nhẹ. Theo mình thì cái này nó mặn, nó chỉ có vị mặn thôi, nó không có ngọt luôn. Ăn nó cũng xốp nha, nó cũng bọng bọng á, ở trong á, chứ nó không có dày đặc như cái này. Đúng là bánh hành có vị hành, nhưng mà nếu như là để so sánh á, thì mình thấy hai cái loại này, một cái là bên cà chua sẽ ngon hơn á, tại vì nó rất là đậm vị nè, có vị chua nè, còn bên đây thì nó lạt á. Nhưng mà mọi người thấy không, cũng khá ngon, hai kích cỡ đều tương đồng hết, đều đến từ nhà oxy hết. Và bây giờ chúng ta sẽ chấm điểm luôn ha. Theo mình á thì cái snack hành này nó không ngon lắm, nó lạt lạt mà nó mặn mặn nhưng mà nó không có ngon, nên là mình sẽ cho snack hành này là 5 điểm. Và cái bịch này á khá là ngon á, mình cho 8,5. Còn mình thì mình không thích cái vị của snack hành này, nó mặn quá. Mình sẽ chấm cho cái bịch snack hành này là
4 điểm. Nói gì nữa, oxy cà chua này là mình thích từ nhỏ tới lớn đúng không? Đến bây giờ mình ăn cái nào mình vẫn thích. Cho nên là mình sẽ chấm bịch này 10 điểm. Vậy là tổng cái bịch này thì sẽ được là, thì bịch này sẽ được 9 điểm. Dạ, tổng cộng của bịch cà chua này là 18.5 điểm. Tiếp theo thì mình sẽ có là hai cái bánh snack cua luôn, nhưng mà đến từ hai nhà khác nhau. Một cái là của Boca, một cái là của Oxy. Wow, rất là dễ tét bọc luôn. Nè, như mọi người có thể thấy là hai cái bánh này có cái màu hoàn toàn khác nhau luôn á. Một cái thì nó hơi cam hơn, còn một cái thì xanh hơn, có thể là do cái vị nó khác nhau. Mình sẽ thử gông biển trước. Trên cái miếng snap gông biển này nó có gông biển nha các bạn. Đó. Cái loại thứ hai của Oxy á, nó mình ăn vô là nó đậm vị liền luôn. Của cái Boca á là nó hơi bị bọng á. Còn cái này thì nó sẽ đặc hơn, ăn nó là chắc hơn, với lại nó giòn hơn. Còn cái này ăn nó sẽ nghiêng về xốp hơn, cái nào cũng có điểm cộng. Hai cái hình của cô này nó cũng khác nhau nha, bên này đẹp hơn nè, bên này có vẻ hơi thiếu thiếu cái gì á. Nó có thể là bị bể, nhưng mà khi mà đặt hai con cua gần với nhau á, thì bên đây là nó sẽ nhìn bên đây của Oxy nó sẽ chi tiết hơn nhiều, thấy vị nào cũng vừa miệng hết, vị nào cũng ngon. Nhưng mà ăn của bên Oxy á, nó chắc hơn, nó giòn hơn, mình sẽ cảm nhận giác là mình sẽ nhai nhiều hơn bên cái Oxy. Còn Boca thì mình sẽ ít nhai hơn. Hai loại đều ngon lắm, vị tảo biển, bên Boca là vị tảo biển. Oxy thì nó có vị mặn hơn, còn Boca này nó hơi ngọt ngọt nha. Hai vị nó khác hơn, khác dữ luôn. Đúng, mình sẽ cho Oxy là 9 điểm, còn bên Boca sẽ là 7.5. Đối với mình thì mình cũng sẽ thích bánh cua ở bên Oxy hơn là Boca. Tại vì cái hương vị của Oxy nó hòa quyện với nhau á, nó vừa mặn vừa ngọt, nó phù hợp với khẩu vị của mình. Cho nên là mình sẽ chấm snack Oxy cua này là 8 điểm, còn Boca là 7.5. Tiếp theo mình sẽ bóc vỏ Oxy snack phô mai. Rồi, nhanh gọn. Nó sẽ có hình tròn nè, chắc là được nướng nên là nó sẽ có hình dạng hơi méo mó. Rất là thơm mùi phô mai, đậm vị phô mai lắm. Đúng rồi, ăn nó mặn như là nước mắt vậy đó mọi người. Cái bánh này cũng không biết đánh giá hay sao luôn á. Nó mỏng, rất là mỏng. Mỏng hơn nhiều so với cái loại mà snack cà chua hồi nãy á. Nó thơm, phô mai lắm quá. Cái lộn, nó thơm lắm quá. Nó thơm phô mai lắm. Nhưng mà ăn cái này á, nó bị mặn hơn nhiều, ít bị ngọt. Ví dụ như cái này nó ngọt nhiều hơn sẽ ngon lắm. Đây, trên nhãn hiệu ghi chữ phô e tờ áp mà áp mát sắc mát. Hình dạng rất là đặc biệt nha. Khá là bự á, cong cong, quéo quéo. Thôi bây giờ mình sẽ chấm điểm luôn. Tại vì cái loại này á, không biết review gì hết, nên là mình sẽ, cái này nó ổn hơn, nên mình sẽ cho nó là 7 điểm. Còn mình thì sẽ cho cái loại bánh này là 6.5. Vậy là cái này sẽ có tổng điểm là 13.5. Và tiếp theo là Oxy luôn, snack tóc ngọt, hương vị tuổi thơ. Wow, nãy giờ là thử rất là nhiều bánh rồi, không biết là tới cái loại bánh cuối cùng này thì cái vị giác của mình nó có còn được như ban đầu hay không. Tại vì cái snack này bình thường nó đã ngon rồi, nãy giờ thử quá trời luôn, không biết là cái mùi vị nó có khác đi hay không. Nhà mình thử nha. Đầu tiên là mình sẽ nói về hình dáng một xíu nha. Nó kiểu như là cái nón của đầu bếp đó, mọi người biết không? Nó biết là nó là bắp nổi, nhưng mà dáng vẽ nó như là đầu bếp vậy á, như là cái nón của đầu bếp á. Cái này là cái bắp nè, cái hạt bắp mà nó nổ ra rồi nè, như cái bắp nổ gì đó. Ok, mỗi người thì sẽ có cái quan điểm khác nhau, cảm nhận khác nhau, không ai giống ai hết. Nhưng mà đầu tiên đập vào mắt của mình á là số lượng cái này khá là ít nha, mặc dù là giá cũng sẽ cũng cỡ cỡ mấy cái loại snack hồi nãy á. Điểm vào bao nhiêu cái nha? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 19. Chỉ có 19 thôi. 22, 21,
Nãy giờ mình ăn hai miếng rồi. Tại cũng khá là ít hơn á. Nó ngọt thì nó cũng rất là ngọt. Ngon lắm á. Nó đầy đặn á, kiểu như là nó không có bị bọng á. Nó kiểu như là nó gom lại tất cả cái những cái ngon trong cái loại mà chị nói hồi nãy vô cái bánh này vậy đó. Ngon lắm luôn á. 10 điểm. Nãy nó gồm mình thích tính cà chua hơn nên là mình cũng thích bánh này nữa, nhưng mà không thích bằng đi. Tham mình cũng sẽ chấm cho cái loại snack bắp ngọt này là 9 rưỡi. Oh yeah. Vậy là trong số tất cả các loại snack thì hai đứa mình đều thích cái bánh này nhất. 19.5. Vậy thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Nên là mọi người có ý tưởng gì hãy comment ở dưới. Bye bye. Bye. Nhớ ta like và đăng ký kênh nha.